Ca sĩ Phi Nhung đã qua đời trưa nay trong sự tiếc thương vô hạn của đồng nghiệp, người thân và người hâm mộ. Thời gian trước, khi tham gia chương trình Chuyện Tối Nay với Thành, Phi Nhung đã khiến khán giả xúc động khi ngậm ngùi chia sẻ. Nhung làm xong hết cho 5 đứa em, có gia đình, nhà, công việc ổn định. Bên Mỹ Nhung có một căn nhà, Nhung phải trả tiền mặt hết, trả tiền nhà, xe xong, con cái học xong thì về Việt Nam xây một ngôi chùa nho nhỏ rồi làm từ thiện, làm hết tất cả cho những đứa con. Nhà hàng chay của Nhung mở ra 2 chi nhánh, tiền lời cho các chú tiểu, trả lương cho các nhân viên. Nhung bỏ vốn để làm ăn, cho nhân viên có việc làm, cho các chú tiểu con Nhung đi học. Trấn Thành đặt câu hỏi, Nhung cho quá nhiều người, thế còn Phi Nhung thì khi nào Nhung mới trả hết nợ đời này đây? Cô ca sĩ khi đó đã mỉm cười, khi nào chết thì thôi. Những chia sẻ đó của Phi Nhung đã khiến khán giả sửng sốt rồi giật mình xót thương. Phi Nhung đã mãi mãi ra đi, để lại những hình ảnh đẹp về cả một đời sống tử tế, thiện lương của mình. Với những người hâm mộ, họ sẽ luôn nhớ về hình ảnh của một cô gái tài hoa, vất vả từ bé và nghị lực vươn lên để trở thành một trong những nghệ sĩ nổi tiếng của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại.